Hello, đã quay trở lại rồi đây. Tiếp tục series về database. Hôm nay chúng ta nói về SQL, một trong các cái chủ đề mà các bạn sẽ cảm thấy khá là hứng thú khi mà các bạn tìm hiểu về database. Thì SQL là gì? SQL là một ngôn ngữ không thứ tự với từ vựng lệnh cơ bản có ít hơn 100 từ. Nghe một cách rất là nhức cái đầu, chúng ta thấy là SQL bản chất chúng ta chỉ cần hiểu nó là một ngôn ngữ lập trình để mà xử lý những cái nội dung liên quan tới cơ sở dữ liệu mà thôi. Có hai loại SQL, đầu tiên là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu Data Definition Language, DDL. Nó là bao gồm các cái lệnh để mà tạo các cái đối tượng cơ sở dữ liệu như là bảng, như là chỉ mục, như là khung hình, như là khung nhìn, như là các cái lệnh để xác định quyền truy cập cho các đối tượng dữ liệu đó. Và thứ hai là ngôn ngữ thao tác dữ liệu Data Manipulation Language, tức là những cái ngôn ngữ để mà insert, để mà chèn, để mà cập nhật, để mà xóa, để mà truy vấn, để mà phân loại, để mà sắp xếp vân vân. Ở đây mọi người thấy là đối với các ngôn ngữ liên quan tới SQL, nó đòi hỏi chúng ta một cái sự đơn giản để mà chúng ta có thể xử lý về cơ sở dữ liệu, nó sẽ không có phức tạp, nó cũng sẽ không có những cái nội dung liên quan tới các cái cấu trúc, các cái thuật toán quá nguy hiểm như là chúng ta nói về các cái ngôn ngữ lập trình khác. Đây là một số ví dụ cho mọi người thấy liên quan tới data definition. Chúng ta sẽ có những cái keyword liên quan tới tạo bảng biểu, liên quan tới điều chỉnh, liên quan tới xóa, liên quan tới setup primary key, foreign key, vân vân. Thứ hai là những data manipulation. Các bạn sẽ thấy những cái nội dung liên quan tới insert, liên quan tới delete, liên quan tới các cái toán tử, cộng trừ, nhân chia, những cái lấy những cái giá trị lớn, nhỏ, vân vân. Từ hai cái bảng này, mọi người thấy SQL thật ra nó rất là đơn giản và SQL nó cho chúng ta những cái tính toán, những cái điều chỉnh. Trước khi dùng tới SQL, chúng ta cần lưu ý điều gì? Trước khi dùng tới SQL, chúng ta cần lưu ý là các bạn phải xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu trước. Các bạn phải có bảng biểu, các bạn phải có relationship. Và các bạn cũng phải cài đặt đầy đủ SQL Server. Từ đây mọi người thấy là SQL nó có cho các bạn những cái nội dung liên quan tới tư duy về cấu trúc, về mặt xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu hay không? Các bạn thấy rõ ràng là không. Đó là lý do vì sao ở những cái video clip trước mình đã nói với các bạn là Microsoft Access mới là cái nội dung định hình lên cho các bạn về mặt lý thuyết, về mặt cơ sở dữ liệu. Chúng ta cần phải dành thời gian học Microsoft Access trước rồi các bạn mới tới SQL. Từ đó chúng ta sẽ xây dựng một cái nền tảng rất là vững chắc liên quan tới tư duy về mặt thiết kế cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, trong cái việc mà xử lý SQL, các bạn cũng phải nói tới các cái định dạng dữ liệu. Tại vì có rất là nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Chúng ta có những dữ liệu số, những dữ liệu chữ, những dữ liệu theo kiểu Boolean, tức là true, false, những dữ liệu theo kiểu ngày tháng. Thì khi mà chúng ta xử lý về mặt dữ liệu, chúng ta phải đảm bảo được là các cái thành phần mà về mặt thuộc tính, attribute, các bạn cũng đã xác định được là chúng ta sẽ thiết lập nó theo những cái kiểu dữ liệu nào, ngày, tháng, năm, vân vân. Bên cạnh cái chuyện chúng ta xây dựng về mặt kiến trúc thì chúng ta cũng phải xác định rõ cái định dạng dữ liệu cho từng cái thuộc tính trong cái bảng biểu của chúng ta. Ok, chúng ta vào trong một số cái câu lệnh, một số cái nguồn lập trình của cái SQL. Đầu tiên là chúng ta xây dựng cái cấu trúc bảng. Thì đây là cái việc đầu tiên mà các bạn phải làm rồi. Chúng ta phải xây dựng cái bảng thì chúng ta mới có dữ liệu. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng một dòng trong mỗi cái attribute, mỗi cái thuộc tính, một cái bảng là một dòng nè. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng trắng để mà căn chỉnh các cái đặc điểm và các cái ràng buộc của thuộc tính nè. Tên bảng và thuộc tính cần được viết hoa nè. Các cái tính năng của chủ lệnh tạo bảng thì nó sẽ bao gồm là nó sẽ có những cái thuộc tính, những cái cột á, nó sẽ không có được null. Null tức là nó không có được có giá trị rỗng nè. Sẽ có những thuộc tính nó sẽ có mang tính unique. Ví dụ như là các bạn định dạng cho primary key, các bạn cần những cái cột là cột duy nhất là primary key, thì các bạn thấy là nó chỉ có một giá trị thôi. Default tức là giá trị mặc định khi mà tạo một cái dòng mã, khi mà tạo một cái dòng mới nó sẽ tự động gán cái mã đó cho cái dòng đó. Đặc tả check tức là kiểm tra, chúng ta sẽ mô tả những cái trường dữ liệu, những cái cột mà chúng ta cần phải kiểm tra. Ví dụ như là ngày tháng năm sinh đi, chúng ta không có được dưới 15 tuổi chẳng hạn, thì nó sẽ thiết lập kiểm tra. Cú pháp tạo và table thì rất là dễ, các bạn sẽ thấy là một cái câu lệnh create table name và dấu ngoặc và cũng như là dấu chấm phẩy. Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng sinh viên với các cột mã sinh viên, họ tên, ngày sinh và cột điểm. Cột mã sinh viên là khóa chính primary key, cột họ tên không được phép để trống, not null và các cột khác có kiểu dữ liệu tương ứng. Từ đó các bạn thấy là chúng ta sẽ có câu lệnh là create table sinh viên. Chúng ta sẽ thấy là mã sinh viên theo dạng iterator, tức là number theo dạng kiểu số nguyên, số thật á. Chúng ta sẽ là primary key nè.
chúng ta sẽ có họ và tên, định dạng là Navacha, chúng ta sẽ không được not known, chúng ta sẽ cột ngày sinh theo định dạng day, chúng ta sẽ có cột điểm theo kiểu dữ liệu float. Rồi từ đó chúng ta đóng ngoặc và chúng ta chấm phẩy, thì khi đó SQL nó sẽ chạy ra cho các bạn một cái bảng như vậy. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái thao tác khác, ví dụ như là chúng ta sẽ có insert nè, có update nè, có delete nè, chúng ta có alter table nè, chúng ta có drop table để mà xóa bảng. Đây là những cái cú pháp mà các bạn chỉ cần học về mặt lập trình cơ bản là mọi người hiểu à. Tiếp theo là câu lệnh truy vấn. Câu lệnh truy vấn là một trong những câu lệnh mà các bạn sẽ thường xuyên sử dụng trong quá trình mà các bạn truy xuất cơ sở dữ liệu. Đối với SQL thì cái câu lệnh chung nó vẫn là select, là câu lệnh SQL được sử dụng rất phổ biến nha. Bạn sẽ sử dụng nó hầu hết mọi khi có nhu cầu truy vấn, và câu lệnh này cho phép bạn thiết lập những cái đặc tính riêng của nó để mà các bạn có thể truy vấn. Cái cơ bản nhất của truy vấn là select sao từ cái bảng biểu gì đó. Chúng ta sẽ có select sao, tức là chúng ta sẽ truy vấn hết tất cả các cái thuộc tính attribute và tất cả các cái dòng. Ngoài ra các bạn có thể select, ví dụ như là select cột họ và tên từ bảng customer cũng được. Cái đó tùy thuộc vào các bạn muốn truy vấn cái gì thôi. Còn lại hầu như là SQL có thể thỏa mãn hết tất cả các nhu cầu của bạn. Chủ yếu là bạn cần nắm cú pháp. Các cái toán tử logic cũng có thể xử lý trong việc select. Ví dụ như là bạn select cột A cộng cột B cũng được nữa. Ngoài ra SQL cũng có cung cấp những cái công thức để mà chúng ta có thể đếm, chúng ta có thể tìm giá trị tối thiểu tối đa, chúng ta tính trung bình. Và SQL hoàn toàn có thể giúp cho các bạn có thể group lại, nhóm lại hoặc là kết nối lại các cái bảng biểu với nhau. Chúng ta sẽ nói thêm về một số cái câu lệnh sắp xếp. Các bạn sẽ có SQL, chúng ta có thể sắp xếp tăng dần, giảm dần để mà chúng ta có thể sắp xếp thứ tự, ví dụ như là họ và tên theo thứ tự bảng chữ cái. Chúng ta có thể sắp xếp điểm theo thứ tự là tăng dần hoặc là giảm dần. Chúng ta sẽ có những câu lệnh như là select sao from customer order by customer name, tức là ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ sắp xếp tên khách hàng theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z. Đó, thì từ đó chúng ta sẽ select hết tất cả các cái cột, các cái record, các cái nội dung ra luôn. Tương tự như vậy cho cái giảm dần. Ngoài ra thì đối với cái việc truy vấn, chúng ta cũng sẽ có cái vấn đề là mặt truy vấn cái duy nhất, select distinct. Ở đây là cái gì? Ở đây là trong trường hợp mà các bạn xử lý những cái cột mà bảng mà nó có nhiều dòng á, trong các cái relationship các bạn thấy có những cái mà mình nói là những cái bảng mang tính là lưu vết lại. Thì khi lưu vết lại nó sẽ có những cái mã nó sẽ bị trùng lặp. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng select distinct để mà chúng ta lọc ra những cái mã mà bị trùng lặp đó, nó không có bị lấy những cái mã trùng lặp lại. Ví dụ như là chúng ta có 2 dòng số 1, 3 dòng số 2, 10 dòng số 5, ví dụ như vậy, thì nó chỉ lấy 1, 2, 5, nó không lấy hết. Thì đó là khi mà chúng ta có nhu cầu mà chúng ta không lấy dùng lặp thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh select distinct. Ok, thì qua về cái SQL này, thật ra SQL nó đơn giản lắm các bạn. SQL rất đơn giản và rất là dễ học, và chúng ta hoàn toàn có thể dành thời gian để mà chúng ta học qua SQL để là đáp ứng những cái nhu cầu trong việc mà chúng ta đi phỏng vấn tuyển dụng. Có những nhà tuyển dụng người ta vẫn thích những ứng viên có học qua về SQL, biết về SQL, biết những cái câu lệnh tạo bảng biểu truy vấn. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý là như hồi nãy mình có nói, chúng ta cần phải bỏ những cái thành yếu tố ưu tiên thấp. Chúng ta phải ưu tiên học Microsoft Access trước để mà chúng ta định hình lên cái tư duy về cơ sở dữ liệu. Rồi từ đó chúng ta mới có thể xây dựng được cái kiến trúc cơ sở dữ liệu. Và từ đó chúng ta mới dùng SQL để mà chúng ta coding lên cái cơ sở dữ liệu. Chúng ta không sử dụng SQL để mà chúng ta tư duy về cơ sở dữ liệu được. Tất cả mọi hoạt động tư duy đều phải thực hiện dựa trên các cái yếu tố liên quan tới sắp xếp bảng biểu, liên quan tới cấu trúc, liên quan tới thuộc tính, liên quan tới relationship, chứ không thể nào SQL cho các bạn câu chuyện đó. Qua cái video clip này nó khá ngắn gọn, nó giới thiệu cho các bạn overview về SQL, về những cái câu lệnh và những cái nội dung, cũng như là cho các bạn cách học. Hy vọng qua những cái hướng dẫn ít ỏi này của mình, các bạn có thể định hình được sơ bộ, và các bạn hãy tham gia những cái khóa học miễn phí trên YouTube để mà chúng ta có thể hiểu về cấu trúc cơ sở dữ liệu, để mà có thể nắm bắt được cái câu lệnh của SQL để mà mọi người có thể áp dụng. Hello, chúc các bạn thành công trong quá trình các bạn muốn học SQL. Chào các bạn.